Thưa quý vị và các bạn, đúng như chúng tôi đã cảnh báo, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, xảy ra vụ cháy nhà xưởng sản xuất tái chế phế liệu gây thiệt hại lớn. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại xưởng sản xuất tái chế nhựa của gia đình bà Vũ Thị Thủy tại tổ dân phố Phan Bôi. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, công an thị xã Mỹ Hào cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để khoanh vùng dập lửa. Đến 21 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Theo thống kê từ công an thị xã Mỹ Hào, vụ cháy làm sập hoàn toàn diện tích hơn 300 m2 nhà xưởng, bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu nhựa dễ cháy, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử hiện có gần 200 hộ dân làm nghề tái chế phế liệu, đại đa số nằm trong khu dân cư, công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập, khi xảy ra cháy nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn.